Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món ngon cuối tuần. Món này có tên là canh sườn non và 5 loại đậu. Đậu quay cá hồi, xôi chiên kẹp gà xé xíu. Hột sen á thì nó rất là bùi nha. Đậu ngự nó cũng bùi bùi béo béo. Mà cái vị á rất là ngon. Nó có cái mùi thơm của sa tế nè. À, cái nước cốt chanh nè, nó rất là thanh, nó chua mà nó chua chua thanh đã lắm. Và vị ngọt ngọt hơi hơi nhẹ nhẹ. Còn phần nhân á thì rất là vừa, rất là vừa miệng. Cái nước sốt nó thấm vô cái nhân á, ăn rất là ngon. Đón xem Món ngon cuối tuần vào lúc 11:50 các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.